sạc để làm thay thế cho bình điều hòa. Thì sau đây Maria ở đâu được xin vào Phim Long để lập dòng cung kính tại đó và cũng đã được một bước đó để làm việc tiếp tại dòng Phim Long là viện trưởng viện Phim Long của bà. Sau đây bà vô để ở các đầu con. Thì tất nhiên bà trong đó rồi bà cũng ra đi. Thì sau này là cả đó cũng chết. Thì tất nhiên được bầu của em lên làm đồng chí Lan. Thì trong lúc chị Lan lên làm tiệc cưới, bà vợ đỡ người không cùng tôn giáo và là xin lỗi là đi theo không giáo vì bà suối cho ông đó là sao là phải cách đức thì ông đỡ ra làm tội tôi vì ông đỡ đã vô tình lấy cái đền của nhà vua Vĩnh Hoàng để làm nơi để cho có cái đoàn công giáo mới thành lập đầu tiên đó để sinh hoạt hàng ngày. Sau đây thì Quang trong triều đình họ cũng được thuộc theo đường lần đó và nếu ông đa sư tử tại ngay ở quan đó là triều đình công ty đó đình của vua là vua được thuộc hòa đầu tiên đó. Thì khi đó thì ông cha đất lộ được may mắn lắm, không biết được ông chạy ra đó là thật lần cho khi sinh tử. Thì tất nhiên đồ tôi từng cổ tôi đã tất nhiên cảnh niệm hôm nay sau khi được giả hoàng trước đến